bạn thích mua sắm giày dép nhưng chẳng còn chỗ nào để cất chúng bạn đã thử nhiều cách như chất đống trong tủ treo lên giá nhồi nhét vào trong hộp nhưng chẳng bao giờ bạn có đủ không gian để chứa đủ số lượng giày dép ngày càng tăng thêm giày mỗi nơi mỗi chiếc khiến việc chọn đúng đôi giày đang cần sao khó quá để bạn không còn vất vả như vậy, chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm túi ngăn xếp dây dép nhãn hiệu SUN, một giải pháp đơn giản giúp sắp xếp gọn gàng và bảo quản tốt mọi sản phẩm dây dép. SUN được chế tạo bằng chất liệu thoáng với 12 ngăn vừa vặn 12 đôi giày đựng trong đó, nắp phủ bằng nhựa trong suốt có khóa kéo kín sẽ giúp bảo vệ giày khỏi bụi bẩn và môi trường không khí ẩm. Viên khóa được may hai lớp chắc chắn đảm bảo kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm. Giờ thì mọi việc thật đơn giản, chiếc túi vào gầm giường và căn phòng trở nên gọn gàng hiếm thấy. Lũ trẻ trong nhà bạn luôn phải lục lọi tìm kiếm đúng đôi giày đang cần. Với Swander, bạn hoàn toàn có thể cất gọn giày của từng người, kể cả tất đi kèm với từng đôi giày mà không bị nhầm lẫn. Nhờ có nó, bạn tiết kiệm được nhiều diện tích và thời gian tìm kiếm. Swander là giải pháp bảo quản giày dép tối ưu, đặc biệt nếu bạn ở trong phòng ký túc xá có diện tích khiêm tốn. Là một vận động viên bóng chày của trường, tôi có rất nhiều giày, nhưng phòng ký túc xá chật trội quá. May nhờ có Suander đã mang lại cho tôi một giải pháp không thể tốt hơn. Tôi không còn mất nhiều thời gian tìm giày như trước. Với hai quai sách, bạn có thể dễ dàng cắt xuyên đờ dưới gầm giường theo chiều ngang, dọc, tùy theo diện tích bạn có. Bất kỳ không gian nào còn trống đều trở thành một nhà kho chứa giày di động tiện lợi. Những đôi giày thường đắt tiền, nên bạn muốn bảo quản chúng trong hộp. Nếu thế, bạn lại mất công mở hết hộp này đến hộp khác để tìm được đúng đôi đang cần. Giờ bạn không mất thời gian như thế, bởi dây dép vẫn được bảo quản tối ưu trong túi xuyên đờ này mà công việc tìm kiếm.